Ôi thời gian 10 nghe quen quen rồi. 95 rồi. Anh này hỏi nghe không giờ đến tôi. Cái chanh bị xè đó. Trời. Cái chanh xè đó. Vậy là tại cái dây chứ không phải là tại cái chanh. Cái chanh chứ. Cái chanh đâu, anh hưởng gì. Mệt. Rồi, thu lại thử cái con nhà có bị trễ không? Thử đâu trong cổ rồi. Duyên kỳ ngộ. Chưa lên đèn. Hình như mình còn dương cái micro phải không? Để nghe gõ xong nang luôn chú mời. Mở đèn lên lên chứ. Rồi ok. Micro này nó mùi gì nó mạnh rồi phải phải. Rồi. Ý là nó muốn dựng riêng một đường á, rồi bắt đầu luôn, hẹn ngày sau đi. Hết giờ.
để xem lại cái. Nhớ theo anh này. Dạ dạ. Một ở đây có thường cúp điện không hả? Chắc không, không không không. Liêm Nam. Nghe lại bài này ha. Không có nghe rồi. Nghe rồi đó, đã chưa qua kia nữa. Đã chưa qua nghe rồi.